Cầu mới xây đã bị sập tại Cáp Nhĩ Tân, 3 người bị thiệt mạng, 5 người bị thương, tin từ Cáp Nhĩ Tân. Một chiếc cầu bất ngờ đã đổ sập vào sáng sớm ngày hôm nay tại Cáp Nhĩ Tân, thuộc miền Đông Bắc của Trung Cộng, làm cho 4 chiếc xe tải đang đi qua bị rớt, khiến cho 3 người bị thiệt mạng và 5 người bị thương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương trên cầu Giang Minh Tăng, bắc qua sông Tùng Hoa ở thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Cây cầu dài 15.4 cây số mới được khánh thành vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái. Phần bị sập dài 100 thước và bị rớt từ độ cao 30 thước. Cây cầu 8 làn đường bắc qua sông Tùng Hoa được thiết kế để có thể vận hành 9.800 xe qua lại mỗi giờ và để giảm bớt tắc nghẽn giao thông trên cả hai bên bờ sông.